Chào các bạn. Để tiếp tục chuỗi video về định mức công việc xây dựng thì hôm nay mình trình bày phần 2 công tác chat. Đây là một cái công tác mà nó cũng rất là quan trọng. Trên thực tế thì phần hao phí vật tư của công tác chat ở công trình nào cũng có, và nó là một vấn đề các nhà thầu bàn đi bàn lại từ công trình này sang công trình khác, nhưng mà khắc phục cũng hao hụt vật tư của phần chat này cũng là một vấn đề rất là khó, không đơn giản, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thì mình sẽ trình bày cái phần định mức công tác chat để cho các bạn nắm được. Công tác chat thì nó bao gồm chat tường ngoài, thứ hai là chat tường trong, thứ ba chat trụ cột lam đứng cầu thang, thứ tư là chat xà dầm trần, năm là chat đắp pháo đơn pháo kép gờ chỉ, sáu là chat cello mái hắt nan ngang. Thành phần công việc là thứ nhất là phải chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét, trộn vữa chat theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Một nhỏ là chat tường ngoài. Chat tường thì có chiều dày là 1 phân, 1,5 phân, 2 phân. Theo quy định định mức thì tường chát từ 1 đến 2, nhưng mà thực tế ở bên ngoài thì cũng rất là khó. Đối với nếu mà xây chuẩn thì chát được là 2 phân, còn những cái tường mà không xây chuẩn hoặc là tường nhà cũ thì chát phải đến 3 phân, thậm chí công trình sửa chữa 3 phân rưỡi. Đấy, nó hao vật tư nó ở chỗ chát tường mình không kiểm soát được cái chiều dày. Quay trở lại cái định mức của chát tường ngoài là 1 mét vuông, đối với tường dày 1 phân nó là 0,012 mét khối vữa, và nhân công thợ 4/7 là 0,22 công. Đối với tường dày 1,5 thì nhân vữa là 0,017 mét khối, nhân công 4/7 là 0,26 công. Đối với tường chát dày 1 mét vuông, tường chát dày 2 phân thì hao phí vữa là 0,023 mét khối, nhân công 4/7 là 0,32 công trên 1 mét vuông. Còn máy trộn 80 lít thì nó là K là 0,003 cho cả 3 chiều dày. Mục 2 nhỏ nó chát tường trong. Chát tường trong thì cũng chiều dày chát là 1 phân, 1,5 phân và 2 phân. Đối với 1 phân thì hao phí vữa là 0,012 mét khối, nhân công thợ 4/7 là 0,15 công. Đối với tường dày 1,5 cm thì hao phí vữa là 0,017 mét khối, nhân công 4,0/7 nó là 0,2 công. Đối với tường dày 2 cm thì vữa là 0,023 mét khối, nhân công 4/7 là 0,22 công. Máy trộn 80 lít đó là 0,003 K. Và chú ý là nếu mà chúng ta chát tường xây gạch rỗng thì định mức hao phí vữa tăng lên 10%, bởi vì nó vữa nó sẽ chám vào cái vị trí nội rỗng, nên tức là ta phải nhân lên 1,1. Thứ ba là chát trụ cột lam đứng cầu thang. Đối với chiều dày là 1,0 cm
hao phí vữa là 0,013 nhân công 4,0 trên 7 là 0,498 công. Đối với chiều dày chat là 1,5 thì khối lượng vữa là 0,018 mét khối vữa, nhân công là 0,52 công trên mét vuông. Đối với chiều dày chat là 2 cm, hao phí vữa là 0,025, hao phí nhân công là 0,57, máy trộn thì là vẫn 0,003k. Nhìn vào đây ta thấy là chát trụ cột nam đứng cầu thang sẽ tốn hơn về vật tư này và nhân công hơn chát tường trong nhà. Cụ thể là ví dụ chát tường trong nhà thường dày 2 phân nó là 0,023 mét khối vữa thì đây là 0,025, nhân công đây cũng là tốn hơn hẳn. Thứ tư là chát xà dầm trần, vữa là với xà dầm thì lượng vữa là 0,018 mét khối, nhân công 4,0 trên 7 là 0,35 công. Đối với chát trần thì là hao phí 0,018 mét khối vữa, nhân công là 0,5, máy trộn vữa 80 lít đều là 0,003k. Như vậy là chát xà dầm với chát trần thì hao phí vữa là như nhau, nhưng nhân công của phần chát trần nó sẽ tốn công hơn, cụ thể là hết 0,5 công trên 1 mét vuông. Khi mà ta chát dầm với trần có những cái vị trí là chúng ta cần phải bả lớp bám dính bằng xi măng hay người ta gọi là hồ dầu trước khi chát, thì định mức vật liệu nhân công nó trên được nhân với hệ số là vật liệu thì K vật liệu bằng 1,25, còn nhân công K nhân công bằng 1,1. Đối với công tác số 5 là chát đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ. Đối với phào đơn thì hao phí vữa xi măng nó là 0,011 mét khối và nhân công 4,5 trên 7 đó là 0,2. Đối với công tác này thì thợ phải bậc cao hơn. Đối với phào kép thì hao phí về vữa xi măng nó là 0,013 mét khối, nhân công là 0,25 công. Đối với chát gờ chỉ trên 1 mét dài này, hao phí vữa nó là 0,025 mét khối, còn hao phí về nhân công là 0,122. Như vậy là chát phào kép trên mét dài thì hao phí về nhân công là nhiều nhất. 6 là chát cello mái hắt nam ngang. Đơn vị tính là 1 mét vuông. Hao phí vữa nó là 0,012 mét khối vữa trên 1 mét vuông của cello mái hắt nam ngang. Nhân công là thợ 4,5 trên 7 là 0,24 công. Như vậy là mình vừa trình bày về định mức công việc xây dựng, cụ thể là công tác chat. Để tiếp tục theo dõi video tiếp theo thì chúng ta xem trước phần công tác ốp lát và đáng lên.
Phần 2 giới thiệu về công tác chat đến đây là kết thúc. Các bạn ủng hộ kênh mình bằng cách like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn.